Chào mừng cả nhà mình quay trở lại với kênh Hoa Sứ Lê Gia vào lúc 7 giờ tối hàng ngày. Hôm nay vườn em làm clip giới thiệu cho mình tham khảo một số cây sứ Thái ghép ha. Video này thì quay chạy mưa rồi cả nhà. Trời đang chuyển mưa quá tay luôn á. Rầm chớp tới nè. Rồi em làm lẹ. Cây số 1. Số 1 là ghép én, một cây cái tàn rất là đẹp, tàn tròn đây. Cây mình hoa đang có hoa nha. Cây đang nụ. Cây én. Để coi củ thì củ tròn nè. Hình gốc 70. Ghép 11 bo. Giá 600 ngàn. Số 2. Số 2 là kim phá 3 lớp. Màu vàng, lớp bìa có lem đỏ. Kim phá 7 bo tựa dài 150 ngàn. Anh chị nào có nhu cầu cần bo ghép thì chọn cây này về làm giống ghép liền được. Tiếp số 3. Số 3 là ngân hà 3, 3 lớp màu tím sọc. Cây 7 bo 130 ngàn. Số 4. Sĩ thư 1, một cây sĩ thư cũ rất là già. Cây này em thanh lý giùm khách ở gần nhà nè, ta không chơi nữa gửi em bán nè. Sĩ thư 1, 3 lớp trắng sọc hồng, hoa thơm nha. Cũ già lắm luôn, ai thích sưu tầm dạng cũ già thì chọn cây này. Cây 3 bo tựa dài 100 ngàn. Cây này bán 100 ngàn mà bao ship đấy thiệt chứ giống như giao lưu để chơi thôi chứ. Bao ship nữa tiền ship mới đi, cây này không cũng cỡ 60 ngàn á. 60 với hơn nữa, cái cây mình nó cao quá xá. Tiếp số 5. Số 5 là Long Thành 3 bo. Long Thành đang nụ đây ạ. Long Thành 3 lớp màu đỏ, cây 3 bo 110 ngàn. Số 6. Số 6 một cây củ dạng củ tròn mà phân ra nhiều tép giống như củ tỏi. Thành 68, tàn bung rộng ra chín tấc nha. Tàn tròn rất là bắt mắt, ghép giống Vân Huế 7, 2 lớp màu hồng. Cây 14 bo 340 ngàn, em làm lẹ, trời chớp ghê quá. Số 7, số 7 ghép hai giống hai màu, Tấn Hỷ đây, một mặt hoa màu đỏ luôn, đỏ có lem lem trắng. Với lại Quỳnh Chi, 3 lớp trắng viền hồng, cây hai màu luôn. Ghép 9 bo, 400 ngàn, Tấn Hỷ, Quỳnh Chi, Hoành 70. Số 8. Số 8 một cây cái phần cũ ở dưới nó bè ra rất là to luôn. Còn phần trên thì nó thon thả lại nè. Cây 7 bo giá 400 ngàn. Cây ghép có coi 3 giống. Cái màu hồng đây á là Vân Huế 5, 3 lớp màu hồng sọc đỏ. Cái nụ đỏ là Phú Thành, 3 lớp đỏ hoa siêu nụ luôn. Cái nụ màu trắng đây là Quang Phát. Quang Phát 3 lớp màu trắng. Cây 3 màu nha, ghép 7 bo mà 3 màu. Màu hồng, màu đỏ, màu trắng. Khách thích sưu tầm dạng nhiều màu thì chọn cây này. 7 bo 400 ngàn. Số 9. Số 9 là Quỳnh Chi, 3 lớp trắng viền hồng, 6 bo 150 ngàn. Đây Quỳnh Chi tàn xuất sắc luôn. Số 10. 10 Phú Thành 3 lớp đỏ. 3 lớp đỏ tươi chùm nụ quá tay luôn nè. Tàn tròn. Phú Thành 5 bo 130 ngàn. Số 11. Có nhiều khách thắc mắc hỏi sao bán có khi thấy là bán giá hơi cao, có bữa thì bán cái giá hơi thấp, là tùy theo cái lô hàng của em nhập về ha. Cái lô hàng nào em nhập về giá mềm thì em sẽ ra cái giá mềm, lô nào giá hơi nhỉnh hơn xíu thì nói chung buôn bán mà. Thấy hàng vô mà càng mềm thì em sẽ bán càng rẻ cho mình. Tùy theo cái lô mà em nhập thôi, giá cao thì về bán hơi cao ha. Rồi một cái cây một cốt cũ rất là to luôn nè, ai thích sưu tầm dòng một cốt. Một cốt mà mình thấy cái nhánh nó phân tàn rất là nhiều. Cây này em để giống, em cắt một lần, cắt ghép một lần rồi nay bung tựa lên nhìn đẹp. Cây tàn một cốt mà nó bung còn nhiều hơn cây mai nhiều cốt nữa đó. Rồi ghép giống Mỹ Diệu 2. Mỹ Diệu 2 là hoa của nó 4 lớp trắng, mới nở trắng tinh, gần tàn sẽ phớt hồng nha cả nhà mình. Xoay hoa to, hoa thơm. Rồi cây một cốt em nhắc lại, đây là cây một cốt đang nuôi trong chậu C11. Một cốt củ to tàn đẹp 250 ngàn. Số 12. 12 là Ý Xuân 3 lớp màu vàng có sọc. Ý Xuân tựa dài đang nụ nè, tàn xôm xuê. Cây 9 bo 400 ngàn. Củ dạng củ hình hơi quái quái, mà nó chôn sâu cái này về. Nếu mình sang chậu mình cơi lên miếng nó lộ cái bộ củ nó đẹp hơn. Tiếp 13. 13 là cây ghép dạng thân cao lên. Có khách thì thích dạng thân cao thì bên em làm cao cho mình nè. Ghép Tân Quý 5 cánh. Cây này chiều cao của nó là 8 tấc ha. Tân Quý 5 cánh. Đỏ hồng trắng.
ghép 6 bo 150 ngàn, cao 8 tấc. Tiếp 14, 14 một cây dạng củ cơ bắp ghép an lạ 3 lớp màu vàng cam viền hồng, hoa thơm, cây 5 bo 130. Số 15, 15 ghép hai giống an chi 3 lớp màu trắng mỹ diệu, 4 lớp màu vàng hoa màu vàng tươi hoa thơm, cây 10 bo 250 ngàn. Đây mình nhìn cái củ nó, củ dạng củ cơ bắp tựa dài nè. Rồi nhìn 16, 16 là trà mi 11 3 lớp màu trắng viền hồng đậm, cây 7 bo 120 ngàn. Số 17 là quế thắng, quế thắng đang nụ như hình luôn nè. Cây quế thắng này cũ quá nha, mình xem trên cái tàn nó trước đi rồi xuống cái cũ. Đây 3 lớp màu đỏ nè, quế thắng mình nở 3 lớp màu đỏ, ai thích đỏ đỏ đậm luôn thì chọn cái giống này ha. Nở một số hoa, còn một số đang có nụ. Cây mình ghép 9 bo, con số 9 rất là đẹp nữa, giá 500 ngàn, củ thì củ quái, hình giống như là hai con thú đó đang ngồi nè. Hai con nó ngồi nó chụm đầu lại chung với nhau nè, hoành gốc 73, hình thú, 500 ngàn, 9 bo. Em tiếp số 18, 18 là cây hai giống hai màu, Minh Hoàng 2 lớp màu vàng, và Ngân Hà 11, hoa 3 lớp, màu vàng gân đỏ, hoa chuyển màu 3 giai đoạn luôn. Làm clip mà trời chớp ghê quá à. Mã 18, 10 bo, 400 ngàn. Đây, Ngân Hà 11, đang có nụ. Cây này cao 9 tấc ha, hoành là 65, hoành gốc á. Cái hoành cũ là 65 nha cả nhà. 400 ngàn, 10 bo. Rồi, tiếp cây này là 19. 19 là ghép T2, 3 lớp màu vàng cam viền hồng, hoa nở vài ngày sẽ chuyển dần sang hồng, hoa thơm và giống này hoa chùm. Đây cái củ của nó đây ạ, củ dạng củ quái quái nha, giống một người đang khoác tay lên vai một người ngồi đứng đấy. 5 bo 300 ngàn, cây này thì cao cỡ khoảng 8 tấc rưỡi. Tiếp 20, một cây cái tàn nhìn rất là bắt mắt luôn, tàn nó bung rộng ra 8 tấc rưỡi, nãy đo thử là 8 tấc rưỡi á, tựa dài. Củ thì ăn củ quái nè nha, ghép Long Thành 3 lớp đỏ, mã 20, 9 bo, 300 ngàn, Long Thành củ quái. Đây Long Thành đang có hoa thực tế luôn. Tiếp 21, 21 một củ dạng, cái củ này mình nhìn cái phần bên đây thì có một nửa phần mặt củ nó nhìn giống như rễ nơm nha. Ghép Quyết Thắng 3 lớp đỏ, Quyết Thắng này cái tàn rất là đẹp, tàn tròn nè. Ghép 9 bo 130 ngàn. Số 22, 22 một cây cái củ hình quái quái. Củ này mới nhìn giống như là, nhìn cái mặt này thì giống như con vịt nó đang đi, có hai cái cánh. Hoành gốc 65 ha. Ghép giống lạc hồng. Đây lạc hồng, chút nữa là nói lộn nha. Lạc hồng màu đỏ, đỏ đậm luôn, đỏ đậm viền. Lạc hồng một cái giống đang hot, cái giống này kêu bằng hiện nay khách rất thích cái dòng đỏ màu này, hoa rất là rộ nha. Lạc hồng mã 22, 10 bo 400 ngàn, củ hơi quái. Em tiếp 23, một giống hoa thơm tàn tròn, Minh Thi 12, 3 lớp màu vàng cam viền hồng. Giống này thì em xin nói là mình chăm sóc chuẩn ra 3 lớp, còn nếu thiếu dinh dưỡng nó rớt nó còn 2 lớp nha. Màu vàng cam viền hồng cánh dúng rất đẹp và hoa thơm nữa. Củ thì dạng củ cơ bắp, ghép 10 bo 120 ngàn. 24, 24 một cây tàn đẹp nữa nè. Ghép giống Brom 3 lớp đỏ đậm viền tím. Đây củ dạng củ cơ bắp ha. Rồi Brom 10 bo 120 ngàn. Đi vô chỗ bác hay làm. Tiếp 25, 25 một cây hàng vip củ to và củ hình hơi quái quái nè. Cái củ này mình mới nhìn giống như là một người đang ngồi xếp bằng, có hai tay khoanh tới phía trước nè ha. Hoành 83 ghép giống an tay, 5 cánh màu tím an tay hoa chùm. Tàn mình bung rộng ra 1m1. Cây này hiện tại tính từ đáy chậu lên chiều cao của nó là 1m1 luôn.
Đây là mặt phía sau của củ á. Đây, mặt trước. Rồi, mã 25 ghép 12 bo 1.200.000 củ quái. Giống an tây 5 cánh màu tím. 1.200.000 ship nguyên chậu giao tận nhà cho mình luôn. Rồi hôm nay vườn em giới thiệu cho mình tham khảo một số cây này ha. Cả nhà mình xem, nếu thấy cây này yêu thích, muốn đặt hàng ủng hộ cho vườn em thì cứ gọi theo số máy là 0981813055. Số đó em có xài Zalo, mình có thể kết nối Zalo rồi nhắn tin ạ. Và giá cây em bán đây là em bao ship đi bưu điện, bao ship giao hàng nguyên chậu cho mình luôn, gửi tận nhà. Và đi Tô Châu thì em vẫn bao ship, nhưng mà em gửi hàng đến cái chành gần nhà khách, khách ra nhận giùm em ha. Vì cái cước Tô Châu nó giao tận nhà nó ăn hơi cao nên em không giao tận nhà nổi. Có khách nào mà như nhà gần gần sát bên thì em có thể giao tận nhà được cho mình. Ở xa quá, Tô Châu mình nếu ở xa quá giao tận nhà em giao không nổi. Và hiện nay khách mua một lượt 10 cây em tặng mình một cây làm quà ha. Mua 5 cây thì tặng một cây sứ hạt lai tạo ạ. Rồi cả nhà ơi, ai chưa bấm đăng ký kênh của em cho em xin một nút đăng ký nè. Và mình bấm vào chuông thông báo á, để mỗi khi em đăng video mới lên thì nó sẽ báo cho mình tiện theo dõi á. Và mình hãy chia sẻ kênh giùm em ha. Mình chia sẻ cho bạn bè, đồng nghiệp mình nè, để được có nhiều người, cô, chú và anh chị mình yêu thích hoa sứ thì biết đến kênh của em mà sưu tầm về ha. Sưu tầm hoa về chăm sóc. Rồi em xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm và ủng hộ ạ.